quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Cháu Lực xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm qua thì anh trưởng thôn cũng đã lên cùng cháu Lực là để xem cái phần đất này cô bác này. Và hôm nay thì các anh, các bác ở bên xã thì chưa có làm việc, thành ra là chưa có lên cùng với cháu Lực được. Và cháu Lực lên trên nhà các em thì bắt gặp các em với ông đang là thu phải cái củ mến rong này này về để làm, về để cho lợn ăn. Anh chào Hải nhá. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Anh xử đi đâu rồi? Anh xử đi với nhà ăn cơm á? Dạ. Thế em là chưa, em là ăn rồi à? Ăn rồi. Em với ông là ăn rồi à? Dạ. Vậy ông thì đang dùng xà beng để cậy lên này cô bác. Còn em Hải thì đang là thu hoạch cái củ này để lấy cái đất nó ra. Cái này thì mình mang về để làm gì? Mang về để cho lợn ăn. Về để cho lợn ăn à? Dạ. Một cậu bé rất là ngoan ngoãn cô bác, được chính đôi bàn tay của người ông này với lại người bà này nuôi nấng em khôn lớn. Đến lúc mà em lớn lên thì không may là bà đã ra đi rồi và để lại em Hải với để lại em Hải ở với ông với lại anh Sử thôi. Ông thì năm nay cũng đã gần 80 tuổi rồi và rất là may mắn ông còn có sức khỏe và làm được những cái công việc mà như đi cày này, đi hộ các em làm rất là nhiều cái công việc luôn. Bây giờ thì nếu mà ông mà không làm nữa thì không có, ông thì muốn là đi ra ruộng, ra đồng đi làm hộ phụ em Hải. Trước kiệm tầm độ 2 tháng về trước, cháu Lực lên thì bắt gặp ông với lại em Sử là đi ra ngoài để cày. Vừa rồi anh Sử có mang về chút nào chưa? Dạ. Mang về một chút rồi à? Dạ. Và hôm qua thì cháu Lực cũng lên bảo với các em luôn là cái phần củ mến rong này thì bây giờ chưa có đào nên thì cứ thu hoạch trước đi. Thu hoạch xong rồi thì đào. Số này thì trồng được bao lâu rồi à Hải? Lâu rồi. Trồng được lâu rồi à? Dạ. Em có nhớ là được mấy tháng không? Không nhớ rồi. Không nhớ rồi à? Dạ. Thời gian này thì được các bác quan tâm tới hoàn cảnh của ba ông cháu, cho nên là những bữa ăn hàng ngày của các em thì đã có thêm thịt này, đã có thêm cá để các em ăn cùng với cơm. Trước kia thì cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của em Sử với em Hải cô bác. Trước kia thì cháu Lực lên chia sẻ hoàn cảnh của ba ông cháu với cô bác. Thì lên thì bắt gặp có những bữa cơm thì đang ăn cơm chan với nước lá. Có những lần thì ăn cơm với lại bí thôi, không có thịt có thà. Lâu lâu thì mới bán đi một cái gì đó. Thì được ông là đi ra chợ để mua thịt về là để ăn một bữa, chứ không còn là đến bữa thứ hai. Đâu về đấy? Hả? Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây anh nhờ. Của anh quay ông tí anh đưa tiền cho. Của anh này cầm như thế nhá. Đây, cầm như này này. Rồi. Đây này. Rồi, đây, thấp thấp một tí. Rồi, đây. Có phần nào dùng cuốc để đào nữa không?
Ông đào đấy à? Ông thì có vẻ là dùng cái kia thì nó lên nhanh hơn đấy nhỉ? Ủa, to chưa này? Thử thì chịu trách nhiệm là vác về à? Thử thì có vẻ là lớn hơn đấy cô bác, cho nên là sẽ được được vác về, chắc là vừa rồi đói rồi, thành ra là về nhà ăn cơm đấy. Đây là những cái bước đầu tiên mà chuẩn bị mà làm nhà cho các em cô bác ạ. Bây giờ thì dọn cái số mà củ miếng rong này ra hết đã, rồi thì mới tính đến là đào cái nền nhà. 1-2 ngày nữa thì sẽ được các bác ở bên xá thì lên và lên cùng với cháu Lực, rồi thì sẽ tiến hành đào nền nhà trước. Phải nói là nếu mà để vận chuyển vật liệu vào đây cô bác thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà nó lại bù được là ở chỗ này nếu mà sau này cần một cái cây gì ấy thì là chặt ở ngay đây luôn, không có cần phải đi xa mà vác về nữa. Còn là nếu mà như làm cho các em ở nhà bên kia, ở mua được đất ở bên kia để làm thì chỉ gọi là cái vật liệu mà đến gần nhà các em thôi, chỉ là tiện cái vật liệu thôi. Còn là những cái lúc nào mà cần đến những cái cây, cái ván thì lại phải ra đến tận đây và chặt để mang vị, để mang đi các bác. Vậy ngoại sử bảo là có rồi, lên vác đi. Cái củ này thì mình có lấy rửa luôn không? Lấy ở sao bố chứ? Thế à? Hả? Và sao luôn bố này à? Ừ, tại nơi. Vẫn chứ sao á? Tại nhật tàn nắng rồi. Bố nó bỏ vắc, ác em phải vắng, ác em vắng vào sông tràng mới tới hả? Ác bà. Ừ, tàn lên lên quảng. Hai lên quảng chứ? Ừ. Thế chắc theo là lẽ ác em béo vắng luôn nè gì? Sao là sâu vắng à? Lực đang nghiên cứu là xem là làm chỗ này mình sẽ cấy chỗ thì cắn nước nhỏ xong là dùng để rửa luôn. Hải có muốn là rửa luôn không? Bác về thì rửa nha. À, nếu mà được thì bác ở đây luôn cũng được này, rửa lên luôn cũng được này. Nhưng mà đến nhà không? Ông có muốn rửa đây luôn không? Sao nên liệu bác tập cho éo khởi được ổ bấy nữa. Ừ. Ừ. Ờ, thì làm cái tên nó hết. Nay lại cho nó thịt tay chứ. Ờ, thế sao không có ấy ra đi về nữa à? Ừ, phải. Có, áo ở đây nó khử ra. Cảm ơn. Có ấy là khử, áp ở đây ra. Ừ. Áp lên ta à? Muốn là, áp, muốn là làm ở thế nào? Rồi thế nào? Đi tàn rớt thế nè. Di chuyển xuống đây đi em. Đây nhá. Có một chuyện khó chặt tao phú ha. Để cần làm trái này khó là không cũng cần cho chúng ta. Nó không có bị tràn. Bây giờ thì em vứt xuống này nhá. Dạ. Đấy là để rửa đấy luôn. Cái cào đất đá nó ngon tí đâu. Như cái chỗ này mà các em có gần đất ở đây cô bác thì là sau này nếu mà về
nước mà dùng để trộn vật liệu thì nó cũng rất là tiện luôn rồi. Tiểu chị hồ sơ ha, chị hồ sơ biết bây giờ. Đấy, bây giờ thì sẽ tiện luôn là vứt cái túi này luôn nhá, không là để rửa này luôn. Rửa xong là mình để ra cái kia cho nó khô rồi thì anh em mình mang về nhé. Cắm quần áo lên đó, cắm cái quần lên đó. Ở đây mới mai mới sau khuyên bảo là chủ đấy, chủ là thì cũng đã đi ăn cơm về rồi thì anh chào chủ nhé. Rồi cháu xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Bây giờ mình cứ vứt xuống đây xong rồi tí nó sạch mà. Ba ông cháu thì là mỗi người làm một việc luôn rồi bác. Cô bác ạ, ông thì là chính nhận là đào này. Cái phần đào này thì nó không đất nó không được cứng mấy đâu, cho nên là đào nó cũng rất là ok bác. Cô bác ạ. Từ vứt xuống nha, đúng anh đấy. Cứ vứt à đâu lấy cuộn anh cào hết chỗ này cho nó sạch đất đi, xong rồi cứ vứt 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 xuống cái này này, xong rồi nó sẽ sạch rồi. Bây giờ chỉ cần làm việc vứt hết cái khe này nhá. Là ok rồi. Đấy chứ không là các em sẽ mang hẳn đi ra tận nhà để rửa của bác ạ. Vẫn được tế bảo với các em là vứt hết ở đây này, tận dụng cái khe nước ở đây và rửa luôn ở đây luôn. Cái chiếc tất cả này, anh phải đắp lại đấy. Ôi, một người ra đây rửa đồ đấy. Đang đây rửa đồ đấy. Nhiều quá rồi. Ba anh em ra đây rửa đi. À bỏ ra đi. Vứt nó ra đằng kia đã. Xong tí để nó khô nước cho mình lấy đi. Không phải tí nữa. Chả thấy nước ở đây này. Đấy ok chưa. Đúng à. Cái này mình chỉ là rửa qua cho đất nó ra thôi đúng không? Nay thì vừa rồi thì vác lên lên tận nhà để rửa à? Ở đây có nguồn nước thì tận dụng ở đây luôn chứ. Cứ đây giống giống này á, cho nước thôi. Đây thì những cái bộ quần áo của bác An Phạm gửi cho thì các em ấy thích, các em ấy mặc suốt ngày luôn cô bác.
Tại vì là những cái bộ quần áo đấy gửi từ rất là xa ra và chất liệu nó rất là tốt, thành ra là các em rất là thích mà. Như cái nào mà cái nào? Hả? Vừa rồi định đi sân đâu lấy cỏ. Vừa rồi định bảo đi sân đâu lấy cỏ. Thế kia lấy cỏ dường như là lấy cỏ ở trong. Nhưng cháu Lực thì cũng được các bác là gửi quà cho cháu Lực cô bác. Cái mũ này thì cũng được là bác An Phạm gửi từ tận bên Mỹ sang cho cháu Lực. Và cái đôi dép này cháu Lực đang đi thì cũng được là bác Kim Hoàng, bác ấy cũng có gửi cho cháu Lực. Qua thì cháu Lực cũng bảo với các em luôn, bảo là cho đào cái phần thử rong này đi trước đi, chứ không là mấy nữa mà đào đến phần đến nhà thì lúc đấy lại nhiều việc quá, thành ra là không có được làm kỹ càng như thời gian này. Phải nói là mỗi người có một cách làm việc nó khác nhau các bác, cho nên là không có ai giống ai. Cách làm việc của cháu Lực thì cháu Lực muốn là có những cái gì thì cháu Lực sẽ làm luôn, chứ cháu Lực cũng để tránh cái tình trạng mà để tồn ở đấy quá là lâu, thành ra là các bác cũng sốt ruột, không có là các bác cũng sốt ruột. Xử thì không có chuẩn máy hải ném con chuẩn máy nhờ, mà hôm nọ đi ném vòng thì chuẩn đấy nhờ. Cái này thì đầy sọt thì mình cũng vứt xuống dưới kia cho nó khô được nhé. Thưa cô bác, là mặc dù các em việc gì các em cũng biết làm, nhưng mà các em không có biết là tận dụng những cái gì có để là các em ấy sẽ làm luôn. Cái này mà có máy có loại máy rửa xe cái thì bắn vào thì thôi rồi luôn. Nhưng mà cái này mình cho lợn ăn thì mình chỉ rửa gọi là qua cho cái đất trứng với nhà thôi nhỉ. Cái này thì cũng nó là sạch cái đất luôn rồi, rửa cái đất nó đi thôi. Chặt cho cả cho lợn đúng không? Châu mà ăn cái củ này thì rất là mát luôn đây nhỉ. Đi đâu tìm về được. Cái này thì vừa hôm qua thì anh trưởng thôn có bảo với cháu Lực là cái đất ở trên này thì sẽ không có hợp với lại trồng là cái miến rong này, cho nên là củ nó sẽ không có được tốt, nó chỉ là tốt ở cái cây nó thôi, cây cái lá nó thôi. Cái này mà một tí mình cứ đạo đây này, tí mình không rửa hết thì ngày mai nó cũng tự sạch nhá. Đào xong vứt ra đây cũng được rồi, kệ cho nó khô, xong là mai mình mang về luôn. Nào là khô nước đi mình vác nó sẽ nhẹ hơn nhá. Vừa rồi em vác cả cái củ đất nó đi à? Vác là đi nhà rửa à? Mặc dù nhà các em ở dưới kia có một nguồn nước ấy cô bác, nhưng mà do là ở đây không có nguồn nước, các em không biết tận dụng để các em ấy rửa ở đây luôn. Hải với Sử thì anh lên đây nhiều thì có ghét anh không? Hả?
hầu như là hôm nào anh cũng lên rồi nhỉ, không có hôm nào là không lên, chỉ có những một hai hôm là bận là không có lên được thôi. Hôm qua thì em đi hộ nhà ai để làm nhà? Trên kia à? Thế đã đi làm xong chưa? Xong rồi à? Thế gọi là cái láng giềng mà mình hộ nhau đấy nhỉ? Sau này mà nhà mình làm thì các bác cũng lại ra hộ. Dế của nó thì rất là nhiều luôn đấy. Ủa đấy có củ to củ nhỏ. Bây giờ thì lại ra kia mình vứt vào nhá. Mình ở kia thì mình đập đập cái đất đập qua đâu. Hải ơi, em đi bẻ mấy cái cây lá kia nhá, lá đắp ở đây nhá, để nó sẽ không có bị trôn. Để xong nó có vùng đất ở mình thử đào đào đi. Em vứt được kìa, em vứt từ đầu phía sang. Đấy, bẻ đi, bẻ cái lá ra đấy. Không cần gì to nhỉ. Đấy, bây giờ nó sẽ không có bị là tổng nó quá là nhiều. Chỗ đây củ này to hơn đấy nhở. À, cháu cũng rất là mong trong thời gian tới mà tiến hành làm nhà của các em thì cái phần kinh phí đó thì là nó sẽ chưa có được gọi là đủ của bác. Làm nhà này thì chi phí mà phát sinh ra thì nó sẽ còn thêm, nhưng mà trong thời gian tới thì cháu cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những tấm lòng vàng và cái phần trợ duyên của quý bác
gửi tới cho ba ông cháu để cho cháu được là đủ tiền mà làm tiến hành mà làm nhà của các em. Bây giờ thì cái hai kênh cộng lại với nhau thì cũng thấy gần đủ rồi, thì là cứ đào phần nền trước và xây đến đâu thì rồi sẽ tính đến đấy cô bác. Để giải hết rồi chỗ đấy cho nó ráo nước đi. Như Hải với Sử thì anh lên đây nhiều quá thì đã hiểu tính anh chưa? Dạ. À? Dạ. Hiểu á? Hiểu hết rồi à? Thế tính anh như nào? Nói như nào? Tính nụ. Hả? Tính nụ. Tính nụ không phải đã hiểu tính của anh chưa? Tính hết của anh ấy. Anh lên đây nhiều thì đã hiểu cái tính nết của anh chưa? Là có nghĩa là các anh đối xử với các em như thế nào ấy? Có bao giờ đối xử với các em mà là những điều không tốt chưa? Ừ. Chưa à? Ừ. Những cái câu đấy thì Hải với Sử còn không biết máy quá. Còn đây là anh lấy cuốc đào cho. Đâu? Đất thì ở đây phải. Ông thì cũng rất là chịu khó luôn cô bác. Đào liên tục. Các cháu thì đang rửa liên tục, còn gọi là ông đào nhanh hơn đấy nhờ. Mình có vẻ rửa chậm hơn ông ấy. Ui giời. Có đây đào độ một ngày hết chưa? Có đây đào một ngày hết chưa? Biết được. Không biết được à? Bây giờ mới đào được có một gốc thôi. Củ này có vẻ tốt đấy. Và một hai hôm nữa thì cháu được sẽ bật mí cái bản vẽ làm nhà cho các bác sau. Còn hôm nay thì thời gian hôm nay thì sẽ chỉ là thu gom lại những cái chỗ mà
các em trồng trồng cái củ mến rong này thu hoạch hết đó rồi thì mới tính đến mới lộ đến các bia học bảng vé đây rồi cô bác. Trời. Ai vừa nhắc tới anh như sao rồi? Cái tiền này cần chị nhé. À, bây giờ ba anh em tiếp tục chịu cái mệt mệt đó. Bây giờ thì ba anh em cứ lại rửa thêm mệt mệt nữa các bác. Có xếp rồi. Cái này một cái đó. Nó trôi xuống dưới kia rồi. Anh thả nước không chị nhá. Hả? Sao chỉ đường đi nó khó anh? Nên không chỉ. Mẻ thứ hai đấy nhỉ. Cái này thì chắc phải được tầm chục cái sọt này không ạ? Nước này như kiểu nước tủ lạnh luôn đấy nhỉ. Mát nhỉ. Bây giờ thì hướng dẫn cho các em thì các em cũng đã là gọi là rửa cái củ mến rong ở đây này các bác, chứ không là em hạ em phủ điệu và đến nhà xong thì mới bắt đầu rửa. Cái nguồn nước ở đây thì là tận dụng luôn. Còn cái thước phim hôm nay thì sẽ được xin được chia sẻ tới đây thôi các bác, và trong thời gian tới thì ấm lực với bạn Trình kết hợp là làm nhà với nhau rồi thì chắc chắn là cái số tiền ấy thì còn thiếu, thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái tấm lòng vàng và phần trợ duyên của quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi tới cho ba ông cháu, để cho ba ông cháu cướp lên lại cho mình một cái ngôi nhà ở đây luôn. Ở dưới kia thì chắc chắn là không có làm được rồi, dưới kia thì thứ nhất là không có cái phần cái sóng điện thoại, và như ở hiện tại chỗ này thì nó gọi là mọi cái thì nó cũng đáp ứng đủ cho các em ở đây, mỗi tội là cái phần là khâu vận chuyển vật liệu thì nó sẽ hơi xa tí thôi các bác. Nhưng mà có những cái việc gì khó thì mình sẽ làm từ từ cho nó chắc, không là mình làm nhanh. Còn cái trường hợp mà mình làm nhanh nó không có được chắc các bác ạ. Còn là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị. Ủa con muỗi này. Rồi.